Ngày 8 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô bốc đầu. Trước đó, khoảng 21 giờ 35 phút ngày 4 tháng 7, tại khu vực ngã ba quốc lộ 1A, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Công an thị trấn Cẩm Xuyên phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm 6 người điều khiển 3 xe mô tô, tháo biển số, không đội nón bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Khi bị lực lượng công an yêu cầu dừng phương tiện để làm việc thì các trường hợp này bỏ trốn. Trước tình trạng trên, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai mật phục để vây bắt. Đến 22 giờ ngày 6 tháng 7, tại khu vực đường Thiên Cầm, thị trấn Cẩm Xuyên, lực lượng công an bắt quả tang 3 trường hợp đang thực hiện hành vi vi phạm, gồm 2 em 17 tuổi, 1 em 16 tuổi, đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, cùng 2 phương tiện xe mô tô và một số video vi phạm được nhóm người này quay lại. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 7 tháng 7, lực lượng công an đã triệu tập thêm 3 trường hợp để làm việc, gồm 1 em 16 tuổi, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, 1 em 17 tuổi, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, và người cầm đầu 17 tuổi, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Quá trình làm việc, bước đầu các trường hợp trên khai nhận, nhóm sử dụng 4 xe mô tô, lựa chọn các địa điểm như cầu Cửa Nhượng, đường Thiên Cầm, ngã ba vòng xuyến quốc lộ 1A để thực hiện hành vi vi phạm. Hiện các đối tượng này đều chưa có giấy phép lái xe.